Có nhiều người nói âm nhạc của trường là ký ức một thời của nhiều thế hệ các bạn 7X và 8X. Nhưng có một bài hát đã trở lại ký ức của trường. Trường còn nhớ khi trường là một sinh viên trường nhạc. Vào những buổi trưa ở trong trường, trường đã tập và hát đi hát lại bài này rất là nhiều lần. Hát trước bạn bè, hát trước thầy cô. Trong chương trình Lam Trường NPM Live lần này, Lam Trường muốn gửi tặng quý vị ca khúc này xem như là một kỷ niệm khi trường còn là một thanh niên. Ca khúc nhạc ngoại quốc là việc của nhạc sĩ Lương Liên. Đang ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn lại lòng ta chết trong khung trời vắng. Sao đơn côi tình buồn khát sâu trong hồn, trọn đời chẳng nghe ngơi niềm chanh gói hương nồng chưa dâng.